A deeper connection, the butterfly effect, is explained as a single, insignificant event leading to a series of larger and larger events so that the insignificance of the event actually becomes quite significant. Essentially, one single moment could change your entire life. There is a rare beauty in this that is not always easily explained, but the day it snowed in the middle of July, there was no explanation needed. I sat at my small kitchen table, trying to ward off the intense heat by fanning myself with the heaviest papers I've ever held. They were legal documents, documents that meant to claim my marriage with my husband of five years over. Dead, gone, and empty. It hurt to think of signing them, of acknowledging the dead and the gone and the empty. We were soulmates. We were stuff for storybooks. Even our timing had been perfect. We fell in love our senior year of high school but heartbreakingly decided to part for college. I had been halfway around the world in London at Oxford while he remained studying in America. The day I left, he promised me we would find each other again. And through the long years, we had. It was exactly what you would read in a fairy tale. In the perfect example of chance, we saw each other six years later at our favorite diner. It had been snowing that day, and I knew this magical moment was too perfect to even deny. But now I sat chewing on my thumbnail with tears in my eyes, trying to conjure up the courage to sign my name. The hard truth is, we had drifted apart. As we grew older, we turned into different people. We wanted different things out of life now, and it seems no matter how hard we tried, we never could work out how to do all of it together. My husband was always the practical one of us. He realized if we did stay together, it wouldn't be because we were in love. I didn't want to admit it, but I knew that, too. Even though I agreed with this, I was lost without him. I know I didn't love him anymore, but I still knew him as the man I loved. It was a strong connection that was too hard to just let go of. I wanted our ending to match our beginning. I wanted us to have our fairy tale ending. All of a sudden, my cell phone rang, breaking me out of my trance. I recognized the caller ID and felt my heart sink. It was him, Derek, hello. I answered Hi, Vivian. There was a heavy silence between us, and I felt the tears beginning to prick. I just wanted to know if you got the papers. I swallowed hard. Trying to at least sound strong before answering. Yes, I got them. Okay. Once again. The silence enveloped us. I knew this was just as hard for him as it was for me, and I wished it wasn't. I wish it were easier for both of us. Maybe if one of us had cheated, it would be. But it was never about other people for us. Why? I rasped. He sighed. "You know why?" he whispered. I nodded even though he couldn't see me, the tears now falling onto my silk nightgown. "Viv you mean the world to me? I mean that with my entire heart. A piece of me will always be yours to have and to hold." But we moved on from each other long ago. I felt the echo of our vows and his words pierce my heart. I shakily blew out air, not knowing what else to do. I know. It's just hard. You were a part of my life for a long time, I told him. Yeah, we were really something together, weren't we? he laughed. I chuckled, thinking of my fondest memories of us. Suddenly, he spoke up again. Remember that day we saw each other for the first time again? Yes, of course. That was my favorite memory for a long time. The snow, the kiss, the diner. Everything was perfect. Suddenly I thought about his words when he told me he wanted a divorce. We're moving on without each other. That's not how it should be. We need to let each other go. Nothing had been perfect for us for a while. I knew I had to let him go like he had for me when I got on that plane for London. And as devastating a chapter this was in my life, I also knew that my character would heal from this. I wiped away my tears, set down my phone, and picked up the pen on the table. I opened the papers and signed my name on the designated line, noticing his name was already there. It was the hardest thing I've ever done. Looking back, it was the strongest thing I've ever done, too. I picked up the phone and held it to my ear. I signed them. He didn't say anything for a long time, and I wasn't even sure he was still there until he choked out a thank you. His voice cracked, giving away his emotion. You're welcome. I said softly. I hit the end button and stood up. Một kết nối sâu hơn, hiệu ứng bướng được giải thích là một sự kiện duy nhất, không đáng kể dẫn đến một loạt các sự kiện lớn hơn và lớn hơn để sự vô nghĩa của sự kiện thực sự trở nên khá đáng kể. Về cơ bản, một khoảnh khắc duy nhất có thể thay đổi toàn bộ cuộc sống của bạn. Có một vẻ đẹp hiếm hoi trong điều này mà không phải lúc nào cũng dễ dàng giải thích. Nhưng ngày trời tuyết rơi vào giữa tháng 7 không có lời giải thích cần thiết, tôi ngồi trên bàn bếp nhỏ của mình, cố gắng để tránh khỏi cái nóng dữ dội bằng cách quạt bản thân mình với những tờ giấy nặng nhất mà tôi từng cầm. Đó là những văn bản hợp pháp, các tài liệu có nghĩa là để yêu cầu hôn nhân của tôi với chồng tôi từ năm tuổi trở lên. Chết biến mất và trống rỗng. Thật đau đớn khi nghĩ đến việc ký vào những điều đó để thừa nhận những người chết, người đã chết và người trống rỗng. Chúng tôi là bạn tâm hồn. Chúng tôi là thứ cho sách truyện. Ngay cả thời điểm của chúng ta cũng hoàn hảo. Chúng tôi đã yêu năm cuối cấp 3 của mình nhưng rất đau lòng quyết định tham gia vào đại học. Tôi đã đi nửa vòng quanh thế giới ở London tại Oxford trong khi ông vẫn học ở Mỹ. Ngày tôi rời đi, Ông ấy hứa với tôi là chúng ta sẽ tìm lại nhau. Và trong những năm dài, chúng tôi đã có. Đó chính xác là những gì bạn sẽ đọc trong một câu chuyện cổ tích. Trong ví dụ hoàn hảo về cơ hội, chúng tôi đã gặp nhau 6 năm sau tại quán ăn yêu thích của chúng tôi. Hôm đó trời đã có tuyết rơi và tôi biết khoảnh khắc kỳ diệu này quá hoàn hảo để có thể phủ nhận. Nhưng bây giờ tôi ngồi nhai hình thu nhỏ của tôi với những giọt nước mắt trong mắt tôi cố gắng gợi lên can đảm để ký tên tôi sự thật khó khăn là chúng tôi đã trôi dạt xa nhau khi chúng tôi lớn lên chúng tôi biến thành những người khác nhau chúng tôi muốn những thứ khác nhau trong cuộc sống bây giờ và có vẻ như cho dù chúng tôi cố gắng thế nào chúng tôi không bao giờ có thể tìm ra cách làm tất cả những điều đó cùng nhau chồng tôi luôn là người thực tế của chúng tôi anh ấy nhận ra nếu chúng ta ở bên nhau thì sẽ không phải vì chúng ta đang yêu nhau Tôi không muốn thừa nhận điều đó, nhưng tôi cũng biết điều đó. Mặc dù tôi đồng ý với điều này, tôi đã lạc lối mà không có ông ấy. Tôi biết tôi không còn yêu anh ấy nữa, nhưng tôi vẫn biết anh ấy là người mà tôi yêu. Đó là một mối liên hệ mạnh mẽ quá khó để chỉ buông bỏ. Tôi muốn kết thúc của chúng tôi phù hợp với sự khởi đầu của chúng tôi, tôi muốn chúng tôi có câu chuyện cổ tích của chúng tôi kết thúc. Đột nhiên, điện thoại của tôi reo lên giúp tôi thoát khỏi trạng thái trance. Tôi nhận ra ID người gọi và cảm thấy tim tôi chìm. Là hắn, Derek, xin chào. Tôi đã trả lời. Chào, Vivian. Có một sự im lặng nặng nề giữa chúng tôi và tôi cảm thấy những giọt nước mắt bắt đầu chích. Tôi chỉ muốn biết liệu anh có giấy tờ không. Tôi nuốt mạnh, cố gắng ít nhất âm thanh mạnh mẽ trước khi trả lời. Vâng, tôi có chúng. Được rồi. Một lần nữa sự im lặng bao bọc chúng ta tôi biết điều này cũng khó khăn đối với anh ta như đối với tôi và tôi ước rằng nó không phải là tôi ước điều đó dễ dàng hơn cho cả hai chúng tôi có lẽ nếu một người trong chúng ta đã lừa dối nó sẽ xảy ra nhưng nó không bao giờ là về người khác đối với chúng tôi tại sao tôi đã nhạo bét ông thở dài bạn biết tại sao ông thì thầm tôi gật đầu mặc dù ông không thể nhìn thấy tôi những giọt nước mắt giờ rơi xuống áo ngủ lụa của tôi vì bạn có nghĩa là thế giới với tôi ý tôi là với toàn bộ trái tim tôi một phần của tôi sẽ luôn là của bạn để có và giữ nhưng chúng tôi đã di chuyển từ nhau từ lâu rồi tôi cảm thấy tiếng vang của lời thề của chúng tôi trong lời nói của ông ấy xuyên qua trái tim tôi tôi run rẩy thổi bay không khí không biết phải làm gì khác tôi biết chỉ là khó thôi anh là một phần của cuộc sống của tôi trong một thời gian dài tôi nói với anh ấy ea chúng tôi đã thực sự có một cái gì đó với nhau phải không anh ta cười tôi cười nghĩ về những kỷ niệm yêu thương nhất của mình về chúng tôi đột nhiên ông lại nói lên còn nhớ ngày đó chúng ta gặp nhau lần đầu tiên không vâng tất nhiên đó là ký ức yêu thích của tôi trong một thời gian dài tuyết nụ hôn quán ăn mọi thứ đều hoàn hảo đột nhiên tôi nghĩ về những lời của anh ấy khi anh ta nói với tôi rằng anh ấy muốn ly hôn chúng tôi đang di chuyển mà không có nhau đó không phải là cách nó nên được chúng ta cần để cho nhau đi không có gì là hoàn hảo cho chúng tôi trong một thời gian tôi biết tôi phải để anh ta đi như anh ta đã dành cho tôi khi tôi lên máy bay đi london và như một chương tàn phá trong cuộc đời tôi tôi cũng biết rằng nhân vật của tôi sẽ chữa lành từ điều này. Tôi lau nước mắt, đặt điện thoại xuống, và nhặt cây bút lên bàn. Tôi mở giấy tờ và ký tên của tôi trên dòng đã được chỉ định. Nhận thấy tên của anh ta đã ở đó. Đó là điều khó khăn nhất mà tôi từng làm. Nhìn lại, đó cũng là điều mạnh nhất mà tôi từng làm. Tôi nhặt điện thoại lên và giữ nó vào tay tôi. Tôi đã ký. Ông ấy đã không nói gì trong một thời gian dài, và tôi thậm chí không chắc là ông ấy vẫn còn ở đó cho đến khi ông ấy ngạt thở lời cảm ơn cô giọng nói của anh ta bị nứt cho đi cảm xúc của anh ta anh được chào đón tôi nói nhẹ nhàng tôi nhấn nút kết thúc và đứng dậy